cảm ơn các bạn đã đến với vlog của Yến Trần. Các bạn ơi, hôm nay thì Yến sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn một cái địa điểm ăn uống ngon ở tại thành phố Sóc Trăng quê mình nữa. Đó chính là quán bánh cuốn chả lụa nằm tại số 111 đường Mạc Đình Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng. Thì ở đây quán này đã có hơn 30 năm rồi các bạn, và nổi tiếng là món bánh cuốn chả lụa là cái món của gia truyền ở đây, nên là rất là ngon và rất là nổi tiếng. Quán còn có cả danh tiếng nữa các bạn. Ở đây thì bán hai món chính, đó là món bánh ướt chả lụa và bún riêu giò heo. Ở trên đây cũng có thời gian mở cửa bán cho các bạn, và địa chỉ là nằm tại số 111 Mạc Đình Chi, phường 4, thành phố Sóc Trăng. Mỗi lần đến đây thì Yến rất là thích ăn bánh ướt chả lụa ở đây, bởi vì bánh ướt chả lụa ở đây là bánh ướt chả lụa nóng và làm ở ngay tại đây luôn, cho nên là ăn rất là ngon. Yến đã kêu một dĩa bánh ướt chả lụa rồi, bây giờ đợi người ta đem ra nữa. Là có thêm cái hình như là cái gân hay là thịt gì đó các bạn, mà ăn thấy nó cái vị nó lạ lạ nhưng mà ngon lắm. Đặc biệt bánh cuốn ở đây là tự làm, và lớp bột ở đây làm rất là mỏng cho nên mình ăn không bị ngán, rất là ngon. Và ở đây bánh cuốn chả lụa thì có hai loại cuốn nha các bạn. Cuốn này là cuốn ở trong đây có củ sắn, có nấm tai mèo và một số gia vị nữa các bạn. Còn ở trong đây thì có củ sắn và hình như là có tôm á các bạn. Đây các bạn, cuốn màu cam và cái cuốn màu xám xám. Thấy không? Có nem và chắc chắn là có chả lụa nữa. Và một điều mà Yến cực kỳ thích ở đây đó chính là cái nước mắm này nè các bạn. Nước mắm này thì lúc nào các bạn đến ăn lúc nào cũng là nóng hết. Thì Yến không biết là làm sao không biết nước mắm này nó nóng.
ướp gia vị hay sao các bạn, là làm rất là ngon, rất là vừa ăn. Tại vì ở đây là cái món này là cũng là của gia truyền ở đây, cho nên đó là người ta không có chia sẻ nhiều về những cái thành phần trên đây, cho nên khi mình ăn thì mình cảm nhận thôi, mà thật sự là ăn rất là ngon. Mà cái bánh cuốn ở đây, còn cái bánh cuốn màu cam này nè, mình nhìn thì mình cũng thấy có chỉ có củ cải đỏ với lại bánh ướt thôi, với củ sắn thôi. Nhưng mà khi mà mình ăn vô thì nó có cái vị thơm thơm, có vị thơm thơm như là tôm vậy đó, mà không biết có đúng hay không nữa. Tại vì người ta cái nguyên liệu á bằm ra rất là nhỏ, mình nhìn không có biết chắc chắn được, nhưng mà ăn nó có cái vị thơm các bạn. Đặc biệt ở đây là để rất là nhiều cái hành phi, cho nên mình ăn thì nó rất là thơm, cộng thêm cái đậu phộng bùi bùi nữa. Cho cái dĩa bánh cuốn chả lụa nữa.
một cái dĩa bánh cuốn chả lụa thì có nhiều thành phần lắm. Bánh bánh ướt nè, rồi bánh cuốn thì có bánh cuốn nhân màu nâu nâu á, còn một cái bánh cuốn màu cam, màu cam miếng ăn hết rồi. Và chả lụa thì cũng có hai loại, chả lụa trắng, chả lụa chiên và cái chả thác lát rồi nem nữa, có rất là nhiều thành phần. Xin chào.